Rồi là nghe và chúng ta hãy đăng ký kênh bình luận gameplay. Hôm nay tôi với anh Lucio và chiến đấu với Ascore. Ok. Thì chung là tôi đã livestream rất nhiều bài rồi. Tôi đã liên tục thua cái thằng này các bạn ạ. 90 lần đấy. Mà bây giờ tôi nếu tôi trả thù thằng Ascore bạn ơi. Xong mà chiến đấu với Blaugui nữa. Nói chung là tôi nãy giờ tôi chơi rất là lâu. Hơn 30 phút rồi. Chúng mới là rất là mệt thấy không? Ngồi đánh đi đến lại đánh quen cả tay luôn này. Nó lắm không phải động vào bây giờ là đầu. Ok ăn đồ ăn này. Thầy chiêu con này khó chịu lắm bạn. Nhất thì chiêu này quá chịu cực. Nói thẳng ra thế nhưng còn ok sẽ đấm mày. Ui giời. Hơi hơi đen đi. Rồi làm sao mình tưởng mày xoay tao là mày thắng à mày thế à chơi ờ hay đánh à đánh bảnh thắng luôn ok đánh rất đau không ok lên luôn luôn anh người đầu đây người đầu anh người đầu lâm lại là mình ngồi bình luận với tôi giờ lúc mình chơi là để lỡ sợ là anh ở bên cạnh ấy còn không gì đâu ok ánh này rồi Ascore này bây giờ lấy trận đấu nha luôn chưa lé né né đi ok các bạn đánh đánh rát cực các bạn đánh rất là rát luôn ấy mà nó vẫn cố chịu thì làm sao rồi cố lên là yeah tôi cho là không có nhà nữa tôi sẽ để lồng chơi nhạc kia vào chứ còn là tôi là chịu ấy tôi chơi cái không có nhạc đấy rồi okay, cố lên cố lên nào ô sao anh lắc lắc rồi vòng này vòng thấy không chúng tôi đánh 5 mấy tiếng rồi là chuyển động phải mượt mà phải chơi phải mượt mà ui mẹ nhanh quá ui giờ phang đã còn hồ 200 máu rồi còn hơn một lửa rồi sao thắng rồi anh em ơi cố lên nào anh em bấm like đi bấm like đăng ký các kiểu đi ui mẹ ơi tôi rất là chán các bạn gọi là xem video mà không ủng hộ quá là chán kênh tôi đổi kênh lớn đâu mà đòi gọi là nọ kia đâu chỉ xin một cái like đăng ký thôi rất giản đúng không rất giản này rồi đánh này ui sắp chết rồi cố lên anh em ơi ui rồi ui mệt máu ui chết rồi 295 máu ui mẹ sao đâu lần này ui chết rồi một máu thôi lại thắng đi chết này hay rồi ui 662 máu quá tuyệt vời luôn à làm sao có thể
Ta nhớ tới ngày sau khi ta vừa lớp nó phận tương lai một lần nữa bị cướp khỏi tay của con người. Trong lúc tức giận, ta đã tuyên bố chiến tranh. Ta nói rằng ta sẽ giết bất kỳ con người nào đến đây, sẽ đứng để dùng linh hồn bảo vệ trái của vị thần và giải phóng mọi người khỏi nhà tù khủng khiếp này. Sau đó sẽ tiêu diệt loài người, để quái vật cai trị mặt đất trong hòa bình. Ngay sau đó, hy vọng của mọi người trở lại. Tuy nhiên, người ta ở thật lòng mà ôi, chùa mẹ đi bạn ơi, giả quá. Đây là rất dài, tôi sẽ tha nhá. Là cũng thế anh em ạ. Không được rồi, ta phải tha thôi. Ok. Ít vẹo của Blaui anh em ạ. Ôi trời ơi, mấy ngàn hai con Blaui. Ui vỡ mẹ rồi. Chết rồi. Người ngu vãi, người chả học được gì trong thế giới này, thì chết hoặc bị giết bị em mày nữa. Mẹ, nãy nó discam là bên bạn tôi vừa vào lại xong ấy, vừa vào lại xong. Chết rồi, sao này? Ui rồi mà nó ghi liver chín gì vậy đấy? Ok, chết. Không bắn được kìa. Đã nhỉ? Ui dồi ôi, rồi. Ta thấy cái này một lần nữa mà. Xin chào, là ta Plawi, Plawi của nhà Hoa. Ta đã một lời cảm ơn, người đã xử lý tin giả gốc đó. Không có người, ta không bao giờ vượt qua hắn. Nhưng giờ với sự giúp đỡ của người, anh đã chết. Ui, ta đã có linh hồn. Trời ơi, nó có lâu. Thật tuyệt khi có linh hồn trong ta. Ta cảm thấy chúng quằn quại. À, người đang cảm thấy bị bỏ rơi đúng không? Chà, ta hoàn hảo. Tất cả, ta chỉ có 6 linh hồn. Chỉ còn một cái nữa, khi ra thành chúa. Và sau đó, với sức mạnh mới phát hiện của ta, quái vật con người, ta sẽ cho chúng thấy tất cả những biết lịch sử của thế giới đó. Ok. Thấy cái gì? Và quên việc thân tới của người đi. Nó là điều mãi mãi. Nhưng đừng lo, ta lưu đè lên cái chết của người. Đủ. Vì thế, có thể xem ta xé sang ngươi thành từng mảnh. Kết thúc. Và kết thúc. Và kết thúc. Sao đây? Cái gì? Mình nghĩ ngươi có thể cản ta sao? Nghe, nghe. Ngươi đúng là đúng thứ ngu. Bố mày sao mày quá luôn đấy. Rồi. Bắt đầu cuộc chơi anh em ơi. Bắt đầu cuộc chơi này. Chứ là tôi có chơi nhưng tôi hơi sợ. Nhưng mà giờ này chơi này. Ok, chưa bắt đầu rồi. Nói chung xem nào. Còn Plowy Photoshop các bạn. Nghe nó để con Plowy Photoshop. Ok. Lên đi bạn. Lên luôn. Cái này mà là. Cái này khó ấy. Khó rất nhiều luôn. Mà không có đồ san nữa. Rồi bắn này. Sợ quá sợ quá sợ quá. Nhanh 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 nhanh. Đánh đi không đánh được kìa. Hơi chịu nhá. Bấm được kìa. Ôi trời ơi. Chết rồi. Ok. Ngon đi rồi. Ui sao các bạn. Bây giờ tìm nước ắc nhanh chóng rồi. Tìm gì. À kia. Chơi kìa. Ui đóng thế. Nước ắc. Không được à. Không được cái này. Trời ơi. Ui. Không đi. Ui. Ui. Rồi. Rồi ơi. Sao thế nhỉ. Tự nhiên không được ắc. Chịu rồi. Không phải sao luôn. Đây chỉ là ác mộng. Ngươi sẽ không bao giờ thức dậy. Nhìn người cười kinh nhất này. Spam cả màn hình luôn rồi. Tôi sẽ lại thử nữa. Ok. Một món này. Tôi biết ấn ấn gì rồi các bạn. Đấy, cái mũi enter đâm ra nó không không tính chấp nhận cái câu lệnh của tôi. Mà chỉ đơn giản thế thôi.
Mẹ ngu chết nhờ. Chơi này phải thắng sao được. Thôi lại là hãy xem thành công. Vâng vậy anh ạ. Cố lên luôn. Ui giời ôi dao. Ui giời ôi dao. Ui mẹ anh ơi. Không nào. Mấy cái này, mấy cái dao không là gì cả. Thôi. Bấm. Ok. Bạn gọi trợ giúp. Về dao sẽ hút nó sẽ gì hết ra. Nè. Chơi. Ui đầy máu luôn. Rồi. Ui nó thả dưới nữa. Ui. Bao đau. Đau. Ui đánh tao nhé. Đánh rồi. Ba máu. Ui mẹ ba máu. Ba máu thắng chết đéo bao giờ. Ui. Bắn khí à. Ui. Ui. Đi xuống đây này. Thành công rồi. Rồi. Vàng màu vàng nhá. À màu cam. Màu vàng. Mình không thoát được anh em ạ. Đúng ít tí máu này nhưng mà nó trụ được. Ui. À à. Bấm. Nhanh lên. Ok rồi. Bà gọi trợ giúp. Oh shit. Mẹ. Ui. Không được bao nhiêu biết không ạ. Chịu rồi. Không mà không sao cả. Không được chết giả. Bán. Ui. Yeah. Chịt mẹ nó nạp tệp 2, nó thay tệp đấy không ạ. Thế sao? Ui đấy thấy không? Nhìn thế. Ok, màu xanh dương rồi. Nhảy thắng không ạ? Nhất định sẽ thắng. Nhảy. Yeah. Nhảy, ui. Ôi toàn rồi. Ui. Bấm ác nhìn. Bạn nói cho giúp. Nói giúp. Ghê, đừng chết. Hay quá luôn rồi. Nó biết mở rồi không ạ? Ui. HT. Ui, lại thả kìa. Đánh cho lại. Ui, sổ, thả bom. Chết rồi. Ui. Ok. Đừng chết. Ui. Ủ lại nó bom nên sống ra được. À. Ok, may mắn quá. Mình thứ hai. Ui. Sợ mẹ quá. Sợ mẹ quá cơ. Rồi. Màu xanh đã kiểu chết là tôi được. Màu xanh lại. Đã chơi đến đây đây. Ui chảo lửa ngọn, cái chảo này nó rất là dễ nhá nhá. Ôi nó hít cái đánh cái này luôn, không dính đi đạn luôn. Ôi dính một tí. Dính một viên, một hai viên không sao cả hiểu không? Một hai viên không sao cả. Ui, lại thả bom mà, chịu ấy. Và bạn thả bom trong đây thì rất kinh khủng. Không để đùa được. Ui, nhẹ. Ui, dập lát nha. Uầy, một chân máu sắp chết rồi. Thế cuối cùng rồi, cố lên nào. Ui, mà xuống anh ạ, ui, xuống, có chết chưa. Đừng chết. Ui, bạn. Mình các bạn thả mấy viên a nước ác của tao. Cố lên nào, trụ lại đi. Đừng chết. Yeah. Thắng rồi. Ok, 6 cái xu, 6 cái linh hồn. Nó về gần tôi này. Anh em thấy không? Hy vọng. Ok, xong đủ có ghi sản mình không? Oai, nghe bây giờ mình thể đánh con này đúng không? Nhà ơi, đánh nó nhá này. Đánh tiếp. 160, khá là ít đâu ạ. Khá là ít. Tôi cần phải đau lòng tí á.
Thằng 93. Cố lên này, cố lên. Thằng 79 này. Trời ơi. Thằng 79 đánh trước. Yes, cố lên nào, thắng rồi. Tình hình như này vừa thắng được không? Hết anh em. Nó thả nhận chậm chứ, chúng ta không con nhát đấy. À, đây con bị ông nó hít con này, con này chỉnh máy được thịt. Ở trên 100 lần con này mới thắng được. Thả thả mạnh rồi. Nó bắt đầu chơi thật rồi nhỉ. Chết cái hộp của tôi. Thế, ui. Ôi, giờ chúng con nhiều đòn nó luôn. Nhưng nhiều phết đấy. Ui. Nhỏ, cố lên. Ui, đường 6 rồi. Cố lên. Định cái thắng trận này. Định cho mày thắng. Ui, 270 rồi. Một đón nữa thôi. 277. 80. Cố lên sáng rồi. Nhá này, nhá. Yeah. Mình thắng rồi anh em ạ. Chịu. Đánh mạnh quá. Chịu luôn rồi. cái gì ấy? Ngủ vãi. Chết rồi. Nghe nhạc bây giờ sĩ bây giờ những bạn ta giờ trước của thế giới này là ngươi hoàn toàn vô vọng và đơn độc. Ôi trời, đúng rồi, là bạn vô dụng của ngươi, không thể giúp ngươi lúc này. Gọi giờ giúp đi, ta thách nước ở trong túi. Tôi giúp này. Đây. Đục nhá. Không một ai. Ok, tờ đi bà này đấy. Cái gì? Là bên nào? Chà, nó chỉ. Đây. Sức mạnh của ta đâu? Rồi, ôi, tắt linh hồn. Bọn mày làm gì thế? Không. Oh yeah. Mày không thể làm thế. Ôi, dịch lỗi kìa. Bọn mày phải nghĩ cho ta. Dừng lại ngay. Dừng lại. Ôi trời ơi. Ok, tha. Dì biết trời tha không? Ok, đây là gì thế? Bạn nghĩ tôi sẽ được gì từ việc này? Không. Nếu sẽ không thay đổi gì. Thế tôi đọc cái duy nhất để kết thúc. Nếu bạn để tôi sống, tôi sẽ quay lại. Tôi giết bạn. Tôi giết mọi người. Ôi, ta. Tôi giết mọi người vì bạn yêu mến. Tại sao? Sao bạn lại? Tôi với tôi như vậy. Tôi không thể hiểu. Tôi chỉ không thể hiểu. Lao huy chạy đi, chạy mất. Yes, cuối cùng tôi là kết thúc con này rồi. Ok. Thì ra là chúng ta vẫn gọi là thắng được đấy. Ok. Yeah. Cuối cùng thắng rồi các bạn. Yeah, cái gì? Cái điều số cái gì ấy. Nói chung là cái giới thiệu người đã làm ra cái game này. Nói chung là game kết thúc à? Tôi nhớ không làm mà game chưa kết thúc nó mày đâu.
nó sẽ còn dài dài nữa mà. Chưa kết thúc bây giờ được, chưa kết thúc được. Ok rồi, đấy nhớ sau cái này nó sẽ có gì này, cái gì này. Ok, gọi của San hay qua ở đó không? Chà, chỉ muốn gửi tin nhắn. Vậy, đã được một lúc rồi, Hoàng Ngộ đã trở lại, giờ cái quả thế giới ngầm. Bạn là mở tất cả chính sách, tất cả người xuống đây đều không xem như kẻ tù, hoặc là bạn bè.